Và năm 2017 cũng là năm nở rộ của những music video được đầu tư với kinh phí rất là khủng, cũng như là kỹ thuật quay dựng, chất lượng hình ảnh, phần ý tưởng và nội dung cũng được châu chuốt vô cùng kỹ lưỡng. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi vì bây giờ mạng xã hội vô cùng phát triển và đó cũng chính là cái kênh hiệu quả để người nghệ sĩ có thể định vị được cái hình ảnh của mình trong lòng khán giả. Và điều đó cũng thể hiện rất là rõ trong hạng mục này của giải cống hiến năm nay, khi mà có đến 7 đề cử nằm trong hạng mục Music Video của năm. Và cũng như những hạng mục khác thì chúng ta cũng chỉ có duy nhất một cái tên được xướng lên. Và bây giờ Lan Khuê xin kính mời quý vị cùng theo dõi những cái music video được đề cử năm nay và cùng dự đoán xem cái tên nào sẽ được xướng lên. Và chúng tôi xin mời nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc và đạo diễn Việt Tú lên công bố và trao giải thưởng này. Vâng, thưa quý vị và tất cả các bạn, tôi rất là sung sướng và hạnh phúc khi được đứng đây để cùng với một người bạn, một người em, một người đồng nghiệp công bố giải thưởng. Nhưng có lẽ là cho phép tôi được xin chia sẻ một vài điều mà tôi cảm nhận về chương trình. Và cái mục này của tôi thì chỉ khoảng 18 đến 22 phút là cùng. Thưa quý vị, đầu tiên là tôi rất cảm ơn Báo Thể thao và Văn hóa đã tạo điều kiện cho tôi được đứng ở đây. Tuy nhiên tôi xin chia sẻ với ông Lê Xuân Thành một chút. Một cái việc nhỏ nhỏ, tức là lần sau mà ban tổ chức bố trí những người trao giải thì nên tế nhị hơn. Bởi vì từ đầu chương trình thì tôi thấy giữa Lan Khuê và anh Lại Văn Sâm, rồi sau đó là thấy Nguyễn Thị Huyền và anh Tấn Minh, là tôi thấy đã có cái điều gì bất ổn rồi. Đứng về phía đồng đội mà nói thì nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng cùng với hai tuyển thủ U23 Việt Nam của chúng ta thì rất là tương đồng. Vừa miếng, còn đến, còn vừa đến, miếng. Còn đến phần của tôi thì thưa quý vị có thể tự thấy. Vâng, xin cảm ơn. Cái câu vừa rồi là không biết là Xuân Bắc chạy lòng hay là Việt Tú sẽ phải chạy lòng đây. Thưa anh Sâm ạ. Vâng, em xin lỗi nhưng đấy mới là mục 1. Mục thứ hai thưa quý vị. Em cứ bình tĩnh, chưa mình bán nhau rồi. Anh nói xong khi nào anh mời Việt Tú tôi mới được nói mà. Rồi. Thưa quý vị, phần tiếp theo đó là tôi thì tôi không hiểu nhiều, biết nhiều về âm nhạc. Nhưng năm vừa qua tôi cũng đã mạnh dạn tham gia một chương trình liên quan đến âm nhạc và được anh em bạn nghề đánh giá khá cao. Và những người đánh giá cao chủ yếu là người thân thiết của tôi. Vâng, và tôi có được cái sự thành công đấy. Tôi có được sự thành công đấy là nhờ tôi rất yêu âm nhạc, mặc dù tôi không hiểu nhiều. Và đặc biệt là tôi vô cùng dũng cảm. Và để tiếp nối cái phần dũng cảm đó của mình, sau đây tôi xin hát một bài. Hát đi. Hả? Hát đi. Tôi hát à? Hát. Hát không? Hát. Thưa quý vị, trước khi đi thì chúng tôi cũng đã bàn với nhau, trước khi lên đây chúng tôi bàn với nhau.
tôi đề nghị hát, nhưng Việt Tú bảo là thôi anh ơi, khi em nói hát đi, tức là lúc đó anh nhường mic cho em để em đến với phần cầu hôn. Mời em. Như nào? Anh làm em bối rối. Đương nhiên rồi. Nhưng mà em tin là chỉ có đàn ông mới làm cho nhau hạnh phúc, cho nên em sẽ cầu hôn anh ở đây. Mà em nghĩ đấy là phần mà anh Sâm sẽ không thể cản được, thì anh Sâm đã tuyên bố trên báo. Thưa quý vị, cũng chỉ là đùa thôi. Phần cầu hôn đến đây là dừng. Vâng, thưa quý vị. Mới được có 4 phút. Tôi còn khoảng 14 phút nữa. Tôi xin nói nốt. Thưa quý vị, và cũng có những đạo diễn thực hiện rất nhiều những chương trình ca nhạc nổi tiếng và rất thành công. Và cũng có một người vừa dỉ vào tai tôi nói rằng: anh ơi, em cũng làm rất nhiều những chương trình thành công về âm nhạc, nhưng nói thật với anh, em cũng không biết gì về âm nhạc. Đó chính là đạo diễn Việt Tú. Mời Việt Tú. Thực ra có nhiều cái hay anh Bắc đã nói hết rồi. Tôi chỉ xin nói một chút về công việc của Tú thôi. Vào năm 2006, có một cái thời khắc mà Tú cho rằng là lịch sử của tất cả các đạo diễn âm nhạc. Đấy là tại lễ trao giải MTV Video Music Award tại New York. Lần đầu tiên thì là MTV đã vinh danh trực tiếp một đạo diễn. Và đấy là đạo diễn huyền thoại có tên là Hyper William. Người được mệnh danh là nhà thơ của tất cả các hình ảnh. Người được mệnh danh là Picasso hay là Andy Warhol của một cái nền công nghiệp giải trí. Và rất là nhiều người đã nhớ đến cái giờ phút này. Và Tú là một người đã được truyền cảm hứng bởi giờ phút đó để ngày hôm nay được đến trên sân khấu giới thiệu một cái giải thưởng rất là quan trọng. Và Tú có thể nói rằng là những đạo diễn MV trẻ của Việt Nam ngày hôm nay có tên trong đề cử này rất là may mắn khi một giải thưởng như Cống Hiến đã đặt ra cái giải thưởng MV của năm như là một trong những ghi nhận dành cho công việc của các bạn, một trong những người nắm giữ toàn bộ các cái ký ức của cái nền văn hóa đại chúng, cũng như là những cái người quyết định phần hình ảnh của tất cả các nghệ sĩ. Và sau đây chúng ta có lẽ là cũng nên công bố giải thưởng. Anh không biết sao nhưng cái phần anh nói dài bao nhiêu ngắn bấy nhiêu, mà phần em nói ngắn bao nhiêu lại dài bấy nhiêu. Thưa quý vị, trên tay tôi là tên của tác phẩm được trao giải. Việt Tú giúp tôi cầm cái phong bì. Chỉ là để tôi mở ra cho Việt Tú đọc thôi. Mời em. Giải thưởng Music Video của năm thuộc về Em Gái Mưa, Hương Tràm và Mr. Siro. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng ca sĩ Hương Tràm, nhạc sĩ Mr. Siro cùng ekip của MV Em Gái Mưa. MV Em Gái Mưa là một câu chuyện tình yêu dang dở, nhưng những rung động đầu đời của cô gái trong MV đã làm lay động hàng triệu con tim. Thưa quý vị, tác giả của giải thưởng này rất tiếc hôm nay lại không có mặt tại đây. Và một lần nữa thì Xuân Bắc và Việt Tú, Mỹ Tâm có ý kiến gì? Mỹ Tâm sẽ thay mặt cho tác giả để nhận giải thưởng này. Vâng. Chủ yếu là cứu bò đúng không? Bởi vì thấy hai anh này không có phụ nữ. Em nghĩ là chắc là Tông Anh sẽ rất là bất ngờ, bởi vì em nghĩ là em cũng chợt nghĩ ra thôi. Tại vì trước khi em đến đây thì mấy ngày trước có gặp Tuấn Anh, thì Tuấn Anh nói là em rất mong muốn mình được một cái giải thưởng trong giải Cống Hiến. Nên là em thực nhớ ra là hình như vậy. Bạn ấy đạo diễn em lên em nhận giùm thôi. Em nghĩ là với lại cũng có liên quan xíu là tại vì em cũng có đề cử gì đó của bạn ấy lên đạo diễn, cho nên em nhận giùm chắc cũng không biết nổi đường đột lắm phải không ạ? Em có thể cầm lấy cái phong bì và cái cúp cho bạn ấy. Vâng, thưa quý vị, ban tổ chức đã biết trước rằng là tác giả của giải thưởng không có mặt ở đây. Mỹ Tâm lên nhận dùm, cho nên xin phép chúng tôi được trao dùm. Cảm ơn Xuân Bắc, cảm ơn Việt Tú, cảm ơn Mỹ Tâm, cảm ơn rất nhiều.